Rồi bây giờ con nói cho cô nghe về con búp bê này nè. Dạ thưa cô, cái con búp bê này thì con sáng tạo ra. Dạ là con thích học cái thiết kế, nhưng có điều mẹ con thấy nó không có quan trọng, nó không cho con học, chỉ cho con học vẽ thôi, với lại học hát, múa, nhảy á cô. Mà cái con thích nhất là thiết kế. Thiết kế mà mẹ con không cho. Tự như bé nó đang bị mất tự do đúng không? Mẹ nghĩ sao về điều đó? Cũng có tự do nhưng mà còn quá nhỏ, cho nên mẹ vẫn phải kiểm soát mọi thứ. Cách đây mấy năm thì cái ước mơ của bé là khác. Đúng rồi. Xong bây giờ lại là khác, mà lúc nào cũng cầm lên. Tại sao mẹ không không cho con làm này làm nọ? Nhưng mà con cũng còn bé mà, cái đó mai mốt con học cũng được. Thực ra con chỉ học tốt mỹ thuật là con vẫn có thể có cơ hội học về thiết kế sau này mà. Dạ nhưng cái điều con muốn học thiết kế sớm á cô, tại vì con muốn thiết kế nhiều bộ đồ. Có lần con xem mấy cái nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ á cô, thiết kế rất là nhiều bộ đồ đẹp lắm á cô, giống như vậy nè cô. Ừ, nói chung là con thích thiết kế. Dạ. Mẹ có cho con học vẽ không? Dạ có, nhưng mà giờ con đang nghĩ chừng nào hết dịch thì con mới đi học. Rồi bây giờ những cái môn khác mà mẹ cho con học, ví dụ như là đàn này, nhảy rồi gì nữa nè, hát. Đúng rồi cô. Mà con có thích không? Cũng không thích, nhưng mà một số môn thì con cũng thích, ý là nhảy với vẽ thôi, rồi còn lại không có thích. Không thích thì con nói với mẹ con là con không thích. Nhưng cái điều là con muốn mẹ con buồn. Mình muốn con mình nó phát triển toàn diện, là từ bé 4-5 tuổi đó đầu cho nó học vẽ, học múa, học đàn, học tiếng Anh. Môi trường tốt không đó mà lại không thích. Không thích nhưng mà mẹ kêu đi thì cũng đi. Mẹ cũng chỉ muốn con học tốt thôi. Có điều gì mà con đang không vui? Có những điều con không hài lòng, như là con thích học cái môn kia thì mẹ lại bắt con học cái môn khác. Con thích đọc truyện này thì mẹ con lại thích đọc truyện khác. Mẹ con kêu làm những việc mà mẹ thích, nhưng mà con cũng không thích cho lắm. Rồi cuối cùng bé thích cái gì? Thì bây giờ em mới không biết. Bây giờ hiện tại là đang thích thiết kế thời trang đây. Còn mấy lớp 1, lớp 2, lớp 3 là thích làm cô giáo dạy trẻ. Cho nên bây giờ em bác bỏ ý kiến. Phải vô cái môi trường, phải vô cái condition mà mẹ đưa ra trước. Em rất là thoáng. Thậm chí bây giờ học Zalo online bạn bè thì em vẫn cho kết bạn này nọ, nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát của mẹ. Và mẹ có thì em nói rồi, phải 14, 15 tuổi rồi em cho thoải mái. Thì mình sẽ phải nói với mẹ. Không, nhưng mà con có nói được. Tại vì còn mẹ con là người sắp xếp việc học với đồ cho con.